Hello mọi người, lại là mình đây. Đến với video này mình sẽ hướng dẫn mọi người dự án nhận token GHD nhé. Để tham gia đấy kèo này thì mọi người sẽ vào link ở phần mô tả. Mọi người nhớ đăng ký lên kênh để cập nhật những video mới nhất đó mình chia sẻ lên kênh nhé. Cũng như là có thể join vào nhóm Telegram để không bỏ lỡ một kèo airdrop nào. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người luôn. Mọi người sẽ vào nhóm vào Telegram này. Sau đấy mọi người chatbot. Dự án này mọi người sẽ nhận 5 triệu token GHD tương đương với 6 đô. Ok. Bây giờ mọi người sẽ làm tất cả nhiệm vụ như sau. Đầu tiên là follow Twitter này. Mở Twitter lên. Mọi người sẽ follow Twitter của dự án. Quay trở lại này. Follow Twitter là listed bot. Listed. Mở cái này lên. Đây, mọi sẽ là follow. Và bấm đăng lại này. Có cần ấy không? Restit lại bài đăng gắn thẻ ba người bạn. Ok. Follow Twitter kênh này nhá, cho mọi người restit lại bài đăng này. Restit. Bấm vào đây. Sau đấy mọi người sẽ restit lại bài đăng gắn thẻ ba người bạn vào. Thì dân tweet gắn thẻ ba người bạn nhé mọi người. Ok. Sau đấy bấm tweet lại, đăng lại. Ok, trở lại. Đồng thời mọi người sẽ bấm vào các kênh channel cũng như group kênh chat của nó trên trên Telegram đó. Đấy. Mọi người join rồi hết. Rồi, bấm check này. Ok, bấm join airdrop. Nhập mã captcha. Rồi. Submit data. Ồ, phải gắn thẻ ba người bạn đây, nó gắn thẻ tan nữa này. Ok, tí nữa. Bấm nhập username Twitter Telegram mọi người vào. Cay nhỉ. Tweet xong nó bắt nó gắn thẻ ba người bạn. Đây. Bây giờ mọi người sẽ mở tweet này lên. Sau đấy follow Twitter này, retweet lại bài đăng gắn thẻ ba người bạn cộng với hashtag này nhá. Sao chép này, ok. Mở tweet lên. Đây. Mọi người phải viết lại thôi. Đây là gắn thẻ ba người bạn này. Sau đấy mọi người gắn thẻ tan vào. Bấm tweet lại. Mọi copy profiling của mọi người dán vào đây nhé. Profiling Twitter mọi người dán vào đây. Ok. Follow Instagram, sau đấy copy profiling của Instagram mọi người vào đây. Mở Instagram lên. Bấm theo dõi. Sau đấy mọi người sẽ copy profiling Instagram mọi người dán vào đây nhé.
cần viết ra cộng hộ ta. Viết ra cộng xem nào. Viết ra cộng cũng được nhá. Đấy. Sau đấy mọi người join vào nhóm Discord và gửi username Discord của mọi người vào nhá. Join vào Discord này. Chấp nhận lời mời. Ok. Bạn không quên được cái này. Không gửi tin nhắn vào kênh này nhé. Nói chung là mọi người join vào đây là được rồi. Đấy, cứ join vào được rồi. Xong rồi một copy profile link, copy username của Discord nhé. Đây, ngoài đấy là có phần hình người này. Đấy, đây. Đây nhé, một copy username Twitter của mọi người vào đây. Username Discord mọi người đây, vào đây, dán vào đây. Sau đây bấm gửi nó. Rồi. Tiếp theo mọi người ra ngoài lấy địa chỉ ví BEP20 trên Truth Wallet hoặc trên MetaMask, mọi người dán vào đây. Bấm sao chép. Mọi người dán vào đây. Rồi. Join vào nhóm Telegram trên new nó. Bấm tham gia, don. Follow Twitter. Retweet link à. Mời Twitter lên. Đã restit rồi đúng không? Này chắc phải gắn tên dự án rồi. Submit Red Link and restit pinpot. Ok. Mọi người sẽ copy tên dự án này nhá. Crypto Store. Bấm chia sẻ này. À còng. Đấy, sau đây bấm tweet lại. Đồng thời lấy xem này. Lấy link. Sao chép link. Rồi, dán vào đây. Rồi. Như vậy đã xong đúng không? Mọi người sẽ bấm vào 3 lần. Mọi người sẽ chốt dư của mọi người đây. Mọi người sẽ nhận được 5 triệu token GHD. Và mọi người sẽ bấm vào referral link. Mọi người sẽ lấy link này đi chia sẻ bạn bè và người thân để kiếm thêm token này nhá. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video. Vừa rồi mình hướng dẫn mọi người một kèo token, kèo Aeros nhận token GHD thì tương đương với cả 5 triệu token. Thì mình sẽ để link phần mô tả cho mọi người đăng ký và cập nhật những video tốt nhất. Thì mọi người hãy đăng ký kênh cũng như like để ủng hộ mình nhé. Tạm biệt mọi người.